Pháp sư cao thủ. Chú chính mau đến đây. Thích quá. Thế là mình thành công rồi. Mình phải đi khoe ngay với bạn thỏ. Lạ thật, thỏ con chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Mình đang có chuyện vui muốn khoe mà. À đúng rồi, phép này của mình còn có thể gọi người mà mình muốn gặp xuất hiện ngay trước mặt mình mà. Thỏ con, mau đến đây. Ơ, sao thế này? À, mình giỏi quá, giỏi quá. Mình đang đứng ở vườn thu hoạch cà rốt với mẹ mình mà. Sao giờ lại đứng trước mặt cậu thế này? Đó là do cây gậy mới này của mình đây. Là sao? Mình chưa hiểu. Mình nghiên cứu được một phép mới. Có thể gọi người hoặc tìm đồ vật bất kỳ nào đó xuất hiện ngay trước mắt mình. Thật sao? Thật chứ. Để mình chứng minh cho bạn thấy nhé. Giờ mình sẽ gọi bạn Sóc đến chơi cùng nhé. Sóc con, mau tới đây. Ơ, cậu thấy chưa? Cậu thấy phép mới của tớ hay không nào? Hay quá, hay quá. Vậy là từ nay, mình muốn chơi với bạn nào thì chỉ cần cầm gậy của cậu và gọi bạn ấy tới thôi. À, đúng rồi. Thấy là mình có cách để kiếm mồi mà đỡ phải đi săn bắt vất vả rồi. Nhưng nó lẩm bẩm câu thần chú thế nào nhỉ? À, có cách rồi. Vui quá, mình có phép mới. Nhất định mình sẽ được thầy khen là thông minh. La la la. Quái lạ, có tiếng khóc ở đâu đây nhỉ? Sao cái số của tôi khổ thế này? Bác ơi, bác làm sao mà khóc thảm thiết vậy? Cái thân già của tôi sao lận đận thế này? Ông trời không thương tôi gì cả. Có chuyện gì với bác vậy? Tôi có 3 đứa con, nhưng chúng đều vắng số, đời bỏ tôi mà đi. Sau này tôi có nhận nuôi dây con, chúng tôi ở với nhau rất vui vẻ. Nhưng mà... Nhưng sao ạ? Sáng nay tôi dẫn nó đi chơi, lanh quanh thế nào mà tôi đã bị lạc mất dây con rồi. Thế này thì tôi biết sống thế nào? Dây con ơi, con ở đâu? Mau về đây với mẹ nào. Cậu có thể tìm lại giúp tôi được không? Thiếu nó, tôi không biết sống thế nào nữa. Từ sáng đến giờ cháu có gặp bạn dây nào đâu. À đúng rồi, cháu có cách giúp bác rồi. Cháu mới nghiên cứu được phép mới. Cháu sẽ giúp bác tìm bạn dây về nhé. Ôi, thật là may mắn cho ta. Dây con, mau tới đây. Ơ, à, sói dạ. Thấy là ta đã biết câu thần chú rồi. Bác thấy là từ giờ ta chẳng phải chạy mệt ngoài đường nữa mà vẫn có dư giả con mồi để xơi dần. Trả gậy thần cho cháu, trả lại cho cháu. Pháp sư gấu, có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang đi tìm con thì đột nhiên nó biến mất ngay trước mắt. Nghe thỏ con nói, khỉ con mới chế được phép mới, có thể gọi bạn đến ngay trước mặt. Chúng tôi mới đến đây tìm. Pháp sư có thấy con chúng tôi không? Tôi không thấy, và cũng chưa thấy khỉ con về nhà. Khỉ con, dây con và sóc con đâu rồi? Chúng có đi cùng cháu không? Con không biết. Thế cây gậy phép của con đâu? Con bị sói già trộm mất rồi. Bác ấy lừa con để học câu thần chú của con, rồi cướp gậy phép của con đi rồi. Cái gì? Sói già ư? Ôi, con tôi. Nhanh, chúng ta phải đi tìm sói già ngay.
Thế là bữa tối nay ta đã có con mồi ngon rồi. Thả tôi ra, mẹ ơi cứu con. Im ngay, sẽ không có ai đến cứu được các người đâu. Các người chết chắc rồi. Ôi, con mồi của ta đâu rồi? Chúng đang ở đây. Ta đã có gậy phép này, mất con mồi này, ta sẽ có con mồi khác, lo gì? Gậy của ta đâu rồi? Gậy trên tay ta đây này. Xem nào, hay giờ ta sẽ biến ngươi đến một vùng sa mạc khô cằn, cách đây hàng vạn dặm, liệu có được không nhỉ? Không được, không được. Con đã thấy lỗi của mình chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Cháu xin lỗi tất cả mọi người. Chỉ vì cháu ngây thơ, dễ tin người nên mới bị sói già lừa như vậy. Suýt chút nữa thì con đã hại dê và sóc con rồi. Dù sao sóc và dê cũng đã trở về an toàn rồi. Chỉ mong lần sau cháu biết chọn bạn mà chơi và không được dễ dàng tin người khác như vậy. Đặc biệt là tên sói già gian ác kia. Con đã nghe rõ chưa? Dạ con rõ rồi ạ. Sản phẩm tốt nhất của Einstein. Tuần trước thầy đã dặn để các em chuẩn bị. Trong giờ thủ công hôm nay, mỗi em sẽ tự làm một món đồ thủ công nho nhỏ. Các em bắt đầu làm đi. Cuối giờ thầy sẽ thu để chấm điểm. Vâng ạ. Tớ xong rồi nè, cậu thấy hạt giấy của tớ đẹp không? Đẹp lắm. Tớ cũng nặn xong con vịt bằng đất sét rồi. Dạ, cậu khéo tay đấy. Này, cậu nhìn thằng Einstein vụng về kia. Tớ cam đoan là nó chẳng nặng được gì đâu. Thì thế, nó mới bị gọi là Einstein vụng về. Tay chân làm gì cũng vụng, chậm chạp và xấu xí. Einstein, đồ của em đâu? Em xin lỗi thầy. Thưa thầy, em đã rất cố gắng, nhưng... Einstein, thầy không thể chấm điểm cho cục đất này được. Thế này nhé, thầy cho em về nhà chuẩn bị. Trong tiết học thủ công lần sau, hãy đưa sản phẩm hoàn thiện để thầy chấm điểm. Em cảm ơn thầy. Thưa thầy, đồ thủ công của em đây ạ. Trời ơi, nhìn cái ghế của cậu ta kìa. Đấy mà gọi là ghế ư? Xấu quá. Einstein, thầy đã cho em mấy ngày để làm sản phẩm của mình, vậy mà em làm thầy thất vọng quá. Em không có sự cố gắng gì cả. Thưa thầy, em đã rất cố gắng đấy ạ. Em... Cố gắng ư? Em đã có thêm hẳn mấy ngày so với các bạn, vậy mà em chỉ làm được một cái ghế xấu như thế này sao? Thử hỏi còn cái ghế nào xấu hơn thế này nữa chứ? Đúng rồi, xấu quá. Thưa thầy, còn có những cái ghế còn xấu hơn thế này nhiều cơ ạ. Einstein, em nói cái gì? Làm gì còn có những cái ghế xấu hơn được nữa chứ? Thầy không muốn nghe những lời nói cùng ấy đâu. Thưa thầy, những cái ghế ấy đây ạ. Trong mấy ngày, em đã dùng đất nặng rất nhiều cái ghế, nhưng nặng mãi mà không được cái ghế nào đẹp hết. Mãi tới sáng nay, em mới nặng được cái ghế đẹp nhất đem nộp cho thầy đấy ạ. Ồ, cậu ấy đã nặng nhiều thật đó. Đúng là cái ghế cậu ấy nộp có đẹp hơn những cái ghế này thật đó. Einstein, thầy xin lỗi đã không tin lời em. Em nói đúng, cái ghế này chính là cái ghế đẹp nhất.
bởi nó là hiện thân của thái độ nghiêm túc, sự kiên trì và nỗ lực rất nhiều của em. Thầy đánh giá cao sự cố gắng này. Các em ạ, quả là những cái ghế của Einstein rất xấu, nhưng quan trọng là những cái ghế sau tiến bộ hơn những cái lần trước. Chúng ta nên học tập tấm gương làm việc cẩn thận, không sợ thất bại, luôn phấn đấu vươn lên của Einstein. Einstein chính là Albert Einstein, người sau này đã trở thành nhà khoa học lỗi lạc của nhân loại. Ông luôn là một tấm gương sáng về tinh thần kiên trì, cần mẫn trong nỗ lực sáng tạo không mệt mỏi. Chú chó trung thành. Nào, Vạnh giỏi lắm. Dũng, em có thể bảo con cún ngừng sủa không? Ồn ào quá, chị còn phải học bài. Chị xuống chơi đi, con Vạnh đáng yêu lắm mà. Mẹ mới mua nó cho em đấy. Ôi, chị thương, để chị bôi thuốc cho em nha. Đồ đáng ghét, chết mày này, mày dám động đến công chúa của tao hả? Không sao đâu. Sao chị lại ngược đãi Vạnh như thế hả? Ngược đãi cái gì? Em không thấy là con mèo của chị bị nó tấn công thế này à? Nhưng con mèo tranh đồ ăn của cún trước. Cái loài chó xấu xí, tối ngày chỉ biết sủa inh ỏi, đến mà ghê. Không hiểu sao mẹ và em lại thích chúng. Chị đừng nghĩ xấu về chúng như thế. Chó là loài động vật rất trung thành và sống tình cảm nữa. Chị thử làm bạn với Vạnh xem. Không thèm. Đi ra đi. Mèo mèo. Biến đi chỗ khác, đồ xấu xí, bẩn thỉu. Tối nay ba mẹ và em Dũng có việc nên về trễ. Con nhớ cho Vện ăn uống tử tế. Mà mẹ thấy em Dũng nói là nhiều lần con đối xử không tốt với Vện đâu nhé. Làm gì có chuyện đó ạ? Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận rồi cứ ngủ trước đi. Vâng ạ. Mày đừng hòng ra ngoài làm phiền tao nha. Con Vện đáng ghét, lại sủa bậy rồi. Mình phải xuống cho nó một trận mới được. Chị sẽ băng bó cho em. Sinh nhật đặc biệt nhất. Jimmy, đi học thôi con. Con thấy đi học có vui không? Các bạn ở lớp thế nào? Nè, cậu ấy thật kỳ lạ phải không? Tớ nghe nói cậu ấy bị bệnh tự kỷ đó. Anh à, Jimmy nhà ta không chơi với ai ở lớp cả. Em thật sự rất lo cho thằng bé. Em đừng lo lắng, thằng bé cần có thời gian thích nghi. Dạ, em biết, nhưng mà... Với lại, em không nhớ lời bác sĩ Lily đã dặn sao. Căn bệnh tự kỷ này, để chữa khỏi, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Mà anh này, sắp đến sinh nhật của Jimmy rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc và mời bạn cùng lớp của Jimmy tới dự. Anh thấy thế nào?
Đó cũng là một ý hay đó. Hy vọng là như vậy có thể khiến Jimmy làm quen với đám bạn, và thằng bé sẽ không cảm thấy đơn độc nữa. Chào các cháu, thứ bảy này là sinh nhật của bạn Jimmy. Cô mời các cháu đến tham dự cùng Jimmy cho vui nhé. Là sinh nhật Jimmy à? Đúng vậy, sẽ có bánh to lắm đấy. Các cháu nhớ đến nha. À, vâng. Thôi chúng cháu về đây ạ. Bánh đã tới rồi đây. Hôm nay con chính là nhân vật chính của bữa tiệc đấy nhé, con trai. Chà, vậy là đã hoàn tất, chỉ còn chờ các bạn con tới nữa thôi là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Ôi, cuối cùng thì cũng có người tới. Để em ra mở cửa. Bác sĩ Lily, tôi thật sự đã thất bại rồi. Tôi không thể giúp đỡ con mình, khiến thằng bé bị xa lánh vì bị bệnh. Bọn trẻ, không ai tới dự sinh nhật của Jimmy cả. Không ai quan tâm tới thằng bé cả. Chắc có lẽ do mẹ không ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình, cho nên các bạn không biết đường tới. Cũng muộn rồi con à, bữa tiệc của chúng ta phải kết thúc thôi. Muộn thế này rồi, ai còn đến nữa chứ? Ồ, bác sĩ Lily, mọi người, có chuyện gì vậy ạ? Anh chị không định mời chúng tôi vào nhà sao? Chúng tôi tới đây để dự sinh nhật bé Jimmy mà. Các bạn thật sự đến dự sinh nhật con chúng tôi sao? Các bạn là những vị khách mà chúng tôi không ngờ tới nhất. Chúng tôi đã được xem ảnh và câu chuyện của cậu bé trên Facebook của bác sĩ Lily. Cậu bé thật sự rất đặc biệt và đáng yêu. Không có cớ gì mà cậu bé không nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày sinh nhật của mình. Đúng vậy, cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Nào, giờ thì mời mọi người vào nhà thôi. Jimmy à, các cô các bác đến dự sinh nhật con này. Chúc mừng sinh nhật cháu. Cậu bé, sinh nhật vui vẻ nha. Giỏi quá, hoan hô Jimmy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.